Đàm Tùng Vận và dàn sao nữ Cbiz không cần mặt V-Lay vẫn đồn tim người hâm mộ. Thời đại ngày nay, gương mặt V-Lay hay trái xoan là xu hướng. Tuy nhiên, ở Cbiz có những mỹ nhân đi ngược trào lưu này mà vẫn thành công và vô cùng nổi tiếng. Tiêu chuẩn về cái đẹp nhiều năm qua ở Cbiz luôn là gương mặt V-Lay sắc sảo, trái xoan nhỏ nhắn. Rất nhiều những mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí xứ Trung đều sở hữu các đường nét này. Tuy nhiên, bên cạnh đó có những mỹ nhân sở hữu gương mặt tròn mà vẫn nổi tiếng và thu hút được số lượng người lớn hâm mộ. Thứ nhất, Đàm Tùng Vận. Năm 2020, nhờ vai diễn trong bộ phim Cẩm Y Chi Hạ đóng cùng Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận đã gây bão mạng xã hội. Cô năm nay đã 31 tuổi nhưng vẫn dễ dàng hách tuổi trên màn ảnh nhờ gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của mình. Trong khi nhiều mỹ nhân khác chật vật tìm cách thoát khỏi gương mặt tròn, thì Đàm Tùng Vận lại biến nó thành lợi thế vô cùng lợi hại của mình. Có thể thấy dù sở hữu những đường nét bị coi là đi ngược với tiêu chuẩn, nhưng mỹ nhân này vẫn đạt được thành công và chiếm trọn trái tim của người hâm mộ. Dương Tử. Dương Tử cũng là mỹ nhân mặt tròn rất được khán giả yêu thích. Dù đã nổi tiếng từ thời còn bé nhưng gương mặt tròn của cô từng bị tiền bối trong ngành cho rằng không phù hợp với làng giải trí. Nhưng nỗ lực cố gắng và phấn đấu không biết mệt mỏi đã giúp Dương Tử có được thành công như ngày hôm nay. Những tác phẩm nổi bật của cô phải kể đến như Thân Ái Nhiệt Ái, Hoa Lạc Tụng hay Hương Mật Tựa Khói Sương. Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư là một gương mặt diễn viên trẻ đang dần được chú ý trong thời gian gần đây. Xuất phát điểm từ phim chiếu mạng, cô đã được tham gia trong rất nhiều dự án phim đáng chú ý như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi hay Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Mỹ nhân sinh năm 1998 được yêu thích bởi khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn, đôi mắt to tròn đáng yêu. Cô chinh phục người xem bởi nội diễn xuất vô cùng tự nhiên, cùng khả năng gây hài duyên dáng. Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh có thể được xem là mỹ nhân đi ngược trào lưu thành công nhất của Cbiz. Bắt đầu sự nghiệp bằng những vai diễn quần chúng chẳng ai nhớ đến, giờ cô đã trở thành một trong những nữ hoàng lưu lượng hàng đầu. Câu chuyện lội ngược dòng nước trong sự nghiệp của cô khiến người hâm mộ rất nể phục. Bằng sự nỗ lực và không ngừng học hỏi, dù có đường nét gương mặt không hợp trào lưu, lại còn là diễn viên tay ngang nhưng cô được đánh giá là một trong những nữ diễn viên nửa 8X có diễn xuất ấn tượng. Sự nghiệp của cô nổi bật qua những vai diễn chính trong bộ phim Sở Kiều Truyện, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Truyện. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!